hình ảnh nhà thờ chính tòa của giáo phận Orange, miền Nam California. Trước đây đây là một ngôi nhà thờ của Tin Lành, tuy nhiên đã được bán lại cho giáo phận với giá khoảng và được sửa chữa để làm lại thành nhà thờ chính tòa của giáo phận Orange. Nơi đây có hàng trăm ngàn tín hữu Việt Nam sinh hoạt tại giáo phận này. Và hiện tại thì cha sở của nhà thờ chính tòa này cũng là một người Việt Nam. Nhà thờ có kiến trúc bằng kính khá là độc đáo.